chào các bác. Các bác nhìn đấy, mà tôi có một đống nguyên liệu và gia vị. Dầu ăn mì chính, đường, mắm. Đây là cà rốt, chanh, ớt, tỏi. Và đây là ngô. Ngô đấy, ngoài Bắc gọi là ngô, trong Nam gọi là bắp. Hành nè, tôi đang trái hành này các bác. Thì hôm nay tôi sẽ làm món ngô xào chua ngọt. Hôm nay không có ai nhà hết. Ai cái cuốn là tôi đã đi học hết rồi, có mình ở nhà. Sáng này đi ra chợ thì có mùa này họ bán nhiều ngô quá, đi mua hai cái về để làm cái món ăn này được không ạ? Đây, tôi quay gần máy quay lại cho các bác xem này. Đây là hành này, cà rốt này, ngô này, ngô đó các bác, chanh, ớt, tỏi và mắm, đường, mì chính và dầu ăn. Bây giờ tôi sẽ đi pha cái nước dùng các bác nhé. Đây, đây rồi. Đây là mắm nhé, cho hai thìa mắm này, hai thìa đó. Đây là mì chính các bác nhé. Đây là đường các bác nhé, cho ba thìa đường. Đây các bác, cái hỗn hợp nước trong này thì cũng có ớt này, tỏi này, mắm này, đường, mì chính. Bây giờ tôi đánh tan lên các bác nhé. Đấy, cái đường tôi đã hỗn hợp này, tôi đã khuấy nó, đường và mì chính nó đã tan hết rồi đây các bác. Đấy, thành nước rồi. Thế tôi đã chuẩn bị cái chảo rồi. Bếp đây, bây giờ tôi sẽ đi đun món này các bác nhé. Cho dầu vào. Các bác cho ngô vào các bác nhé. Ngô đây.
bạc ngô là đã chín gần chín rồi đã các bác. Thì bác cho cái cà rốt vào. Nhìn ngon lắm, nhìn hấp dẫn lắm, nhưng không biết ăn thì có ngon không. Nhìn màu đẹp, cà rốt màu vàng vàng đỏ đẹp, quá đẹp luôn các bác. Ngô nó đã chín rồi thì mình sẽ cho cái hỗn hợp mà cái nước này vào các bác nhé. Thơm lắm các bác, cho vào mùi thơm luôn, bọc thơm gợi mùi luôn các bác, thì thơm luôn. Đun to cho nhanh cạn nước các bác. Để các bác nhìn cái hộp hấp dẫn này. Ngon. Nhiều màu đẹp. Màu đỏ hoặc là cái ớt này. Đỏ vàng vàng nhạt nhạt thì cũng cà rốt trắng ngô. Thơm cho cà rốt cho cái nước dùng ấy. Càng cà ớt vào một thơm lắm thôi. Tôi thóc đá xong rồi, tôi thôi thì bây giờ tôi cho hành vào các bác. Tắt bếp thì có thể cho cái hành còn lại vào rồi. Bây giờ tôi sẽ ra. Đây các bác, món ngô xào chua ngọt tôi đã đun xong rồi đây các bác. Các bác nhìn có hấp dẫn không? Màu thì rất là đẹp. Còn ngô hơi vàng vàng, cháy cháy. Cà rốt này, ớt này, hành. Mùi thì
phải nói là rất ngon các bác, mùi thơm của tỏi lắm. Thì tôi cũng chưa ăn thử nên chưa biết được là cái vị của nó như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ đi ăn thử xong rồi tôi sẽ cho các bác biết xem cái món này cái vị của nó như thế nào nhé. Mời các bác miếng ngô xào chua ngọt nhé. Ngon các bác. Ngon, ngon thật. Ngô này nó, ngô này ăn nó bùi đậm, nó thơm. Bùi, bùi mà ngọt lắm. Ăn nó có vị chua, chanh, cay, ớt. Nó bùi béo của ngô. Mà những cái gia vị này nhưng mà đặc biệt là mùi thơm lắm. Thì tôi cho tỏi vào nên mùi thơm lắm. Ba miếng nữa nha. Và có vị ngọt nữa các bác, ngọt đấy, ngọt của đường. Mùa này là đang là mùa ngô các bác. Ngoài chợ rất bán rất nhiều, họ bán rất nhiều. Bác bỏ một chút công nhà các bác. À, cái món này ăn ngon. Này mà có trẻ hai cái đứa trẻ con nhà tôi ở nhà nữa thì bọn nhóc nó cũng thích ấy. Các bác làm cái món này nó mới mới còn ăn cứ luộc mãi, rán mãi ăn cũng ngô chán. Bác làm cái món ngô xào chua ngọt này ăn cũng rất ăn, rất ngon. Tôi thấy là rất ngon. Ăn nó có vị chua chua, ngọt ngọt, cay cay, ăn dễ ăn lắm. Các bác ra ngoài chợ các bác mua về các bác làm thử cái món này. Mùa này đang là mùa ngô rất nhiều. Không biết là chợ của các bác cái nào, như chợ bên chỗ tôi sinh sống thì nhiều ngô lắm, rất nhiều ngô các bác. Nhiều, cực kỳ nhiều ngô luôn. Tôi cũng xin kết thúc cái video này đây đây. Các bác xem video, nếu thấy video hay các bác hãy đăng ký, like, chia sẻ. Thôi, xin chào các bác nha. Đấy, món ngô đợi.